Đây. Hôm nay mình nhờ anh em muốn quay giùm. Thì để mà mình có cái thao tác mà mình quay cho anh em cũng không có bị rung tay. Đó. Thì hôm nay mình nói lại một lần nữa về cái sản phẩm mà bên mình bán. Đó, thật sự là cái dòng xe nhỏ thì nó cái giá đó thì mình không dám nói là cái giá nó là tốt nhất, nhưng mình cam kết nó là cái dòng sản phẩm bền nhất. Mình cái sự kết hợp của mình là giữa gì? Thứ nhất mình nói về cái nguyên liệu của thằng nhôm này trước. Thằng nhôm này á là thằng nhôm 7. Nhôm 7 nó có nhiều loại nhôm 7. Nó có nhôm như của mình á là 7000, mình có ghi rõ tên sản phẩm nè. Nhôm 7000S. Đó. Thì á cái tên của nó là gì? Ultralumin nè, Ultralumin nè. Đó, đó là nhôm tổng hợp nhôm 7 nhập từ Thụy Sĩ về. Nhập từ Thụy Sĩ về, coi nó là nhôm châu Âu, nhôm Thụy Sĩ. Còn một loại nhôm 7050, người ta cũng nói nó là một nhôm 7050 đó. Nhưng mà anh em nên nhớ nè, ở Việt Nam này chắc chỉ có một chỗ này MRED là làm cái chất liệu nhôm này. Tại vì chất liệu nhôm 7 này mà nhập từ Thụy Sĩ về thì giá của nó rất là cao. Cho nên không ai nhập cái này về, chủ yếu là nhập cái này về để mình làm xe mô tô phân khối lớn á. Tại vì cái nhôm này, cái chất liệu này ở cái nước này đó, thì nó mới đủ cái tiêu chuẩn để mà làm một cái dĩa tải cho một chiếc xe mô tô phân khối lớn. Thì mình đánh nó vào thị trường xe nhỏ luôn, độ bền nó sẽ khác. Mình cam đoan anh em á, chạy 30.000 cây nằm trong vòng bàn tay anh em, một cái dĩa này, cái nhông này á, đi phải ít nhất 2 cộng sên xịn này. Cộng sên này sên 9 ly. Sên này là mình đang cầm trên tay là sên HD là 10 ly. Đó. Mình đây mình có nói có sách mách có chứng nha, ít nhất nó phải đi hơn một đời sên này nó cũng mới mòn được. Có nghĩa là một cộng sên này khi mà hư thì cái dĩa nhông này nó vẫn chưa mòn. Anh em nhớ mình nói nha. Tại sao mình dám, chưa có ai bán đồ cho anh em mà dám cam đoan 10.000 cây lỗi đổi trả. Không ai dạy như vậy cả. Tại vì cái món đồ người ta đi từ 10 đến 15.000 cây là đã hư rồi, và giá người ta sẽ rẻ hơn. Còn bên mình, một cái sản phẩm mình ra giá nó không được rẻ. Một cái dĩa này mình bán nè, ở xe nhỏ mình bán chung giá với nhau. Đây nè, Suzuki, Honda và Yamaha. Thì cái nhông á là mình bán 290, một cái dĩa là 850, đồng giá nhau 850 hết. Anh em nhớ là chạy tầm 30.000 cây là chuyện nhỏ nha, tuổi thọ nó 30.000 cây cho cái xe nhỏ này. Còn xe lớn á thì nó cũng phải tầm đó, mà nó thấp hơn tầm 20 đến 30.000 cây. Còn á, xe nhỏ nó nằm 30.000 cây trở lên. Tại vì cái lực kéo của nó sẽ ít hơn, nó giảm xuống. Đó. Thì á cái nhôm 7 này á, nói về cái chất liệu trước, so với nhôm 7050 anh em hay nói á, mà anh em biết không, 7050 ở Việt Nam người ta sử dụng rất nhiều là từ nhôm Trung Quốc. 7050 của Trung Quốc thì không thể nào so sánh với nhôm 7 của Thụy Sĩ. Đó là điều căn bản mà ai cũng biết. Mình đây mình lên một cái gì đó mình nói, mình đã nghiên cứu rất rõ từ cái chỗ người anh của mình làm ra cái này trong bao lâu, 6 đến 8 năm rồi, và nó hiệu quả như thế nào mình cũng biết rồi. Và cái nguyên vật liệu của người ta rất rõ ràng, đó là hàng Thụy Sĩ, không phải hàng nhôm 7 Trung Quốc. Và độ bền mình cam đoan với anh em mình 10.000 cây lỗi đổi trả. Và một cái sơn nhông dĩa này á, cái dĩa này là xài 30.000 cây trở lên với cái nhông này luôn. Bây giờ mình nói tới cái nhông này, không, nói tới cái dĩa trước đi. Đang nói cái dĩa. Cái dĩa này á, anh em thường gọi là mình CNC xong mình anod. Nhưng nói cái từ anod thì vẫn không đúng. Ở đây á, nhiều người cách làm lắm, nhưng mà làm như thế nào á, mình sẽ khui ra cho anh em coi. Làm như thế nào mới là vấn đề ha. Chứ không phải ai cũng làm một cái đó, nhưng mà mình chỉ biết làm thôi, chứ mình không biết làm cái gì. Đó.
hư ra, giật hư ra, mất cái bìa. Cái bao bì nó đã chắc chắn rồi, đừng nói chi tới cái sản phẩm. Thấy không? Nó cực kỳ nhẹ luôn anh em, phải chi mình phải sắm một cái cân này. Mình sắm một cái cân để mà mình đo cái này cho anh em xem. Cái này trên chiếc gì đây? Exeter, chết cha phải xá xé một cái sản phẩm rồi. Không có anh em khách nào qua gắn giùm mình không? Anh em nhìn nè, nó rất là đẹp từng góc cạnh luôn. Mình sẽ cho anh em coi à, quay đủ góc độ cho anh em coi đó, để anh em thấy được cái sản phẩm nó như thế nào. Người ta nói Anot, Anot là một cái từ chung, mà Anot ở Việt Nam thì anh em thấy không có thể nào bằng như nước ngoài được. Nhưng mà cái vật liệu nhôm này, anh ơi, em không ăn, em đang quay clip á, cho em tí xíu âm thanh. Cái vật liệu nhôm 7 nó chỉ là một phần của một cái sản phẩm này thôi đó. Ngoài khi CNC ra, người ta còn làm rất nhiều thứ để ra một cái sản phẩm bền như vậy đó. Cái này nó Anot chung nó cũng chưa chính xác, cái bên mình gọi là cái này, nói chung là tiếng Anh mình hơi dở, mình có ghi ở đây nè. Đây đầy đủ là Anoisi đó, Anodizi là đó. Cái này á, người ta so sánh là nó cứng bằng 7 phần 10 của kim cương. Nó rất là cứng để tạo nên một cái dĩa như vậy, tạo lên một cái dĩa như vậy, cứng như vậy. Thì ngoài cái phần bằng cái nhôm bên trong, và nó còn rất là nhiều thứ để tạo nên cái sản phẩm như vậy. À, nó qua rất là nhiều cái quá trình, chứ không phải là chỉ có như người ta là CNC xong rồi Anot, không phải đâu ha. Để có độ chính xác và độ cứng, độ bền như vậy thì nó cần rất nhiều thứ đó, và cái đúng cái quy trình của nó, làm cái nào ra cái đó đó. Mình đọc là Anot, nhưng mà cái phần này bên mình không phải là Anot bình thường. Ở đây bình thường ở đây nó là lên màu, nó rất là màu chóc ha. Anh em đi Anot ống phụt hay này kia chất lượng nó không bằng đó, không phải là Anot kiểu đó. Đó rồi, gần như là Anot ở đây gần như là nhuộm, nhưng mà đây không phải ha. Cái này là cái tên tiếng Anh nó là như vậy nè, mình cũng không biết đọc nhiều, nói chung là mình dốt á. Nhưng mà mình làm cái việc gì nó sẽ ra cái việc đó, chứ mình không có phải là múa mép với người ta. Đây đó, thì á, rất là nhiều người bây giờ thời đại 4.0 rồi, mình không có dám múa đâu. Anh em lên nghiên cứu những cái gì mình nói nó đúng hay là sai ha. Đó, còn bây giờ nói tới cái chất liệu nhôm này á, rất là nhiều cái hãng mà sản xuất bên châu Âu á, đồ chơi bên châu Âu người ta chuộng để cho những cái giải đua hay là những cái sản phẩm bên đó rất là mắc tiền à. Cái chất liệu này thôi mà cái cách làm thì chưa biết, là chưa hẳn là các cái nhà sản xuất mà làm đồ chơi nó sẽ làm một cách khác nhau, nhưng mà trên một cái gọi là cái nguyên vật liệu á, là cũng là cái nhôm 7 này. Ví dụ như là những cái đồ chơi của những cái hãng như là Sam nè, Sinta nè, Riven nè, Superstrat nè, Sita nè, đó là người ta dùng cái nguyên liệu là nhôm 7 này của Thụy Sĩ này. Và về mỗi hãng nó sẽ có mỗi cách làm khác nhau trên này. Và bên Việt Nam mình, cái hãng Emerald nó làm bằng cách này đó, nó làm bằng cái cách này đó, rất là cứng cho nên rất là bền. Cái này á, là thật sự á, trên cái xe nhỏ này á, mình không dám đảm bảo đây là cái sản phẩm nó rẻ nhất, nhưng mình dám đảm bảo đây là cái sản phẩm nó bền nhất. Nó bền nhất, 30.000 cây là bạn thấy là bền nhất rồi. Nhưng mà 30.000 cây là nó nằm trong lòng bàn tay đó nha. Nếu mà người ta đi kỹ, nhà sản xuất nói với mình, nếu mà anh em vệ sinh sơn nhông dĩa kỹ, xịt sơn, anh em chạy 2-3 lần cộng sơn này mới hư được cái nhân nhông cái dĩa này. Anh em nhớ những gì mình nói nha, nếu vệ sinh cũng thì phải xài 2-3 cộng sơn này nè mới màu được cái dĩa nhông này. Anh em nhớ điều đó, nó vừa đẹp, nó vừa nhẹ, nó vừa chắc, nó vừa bền nữa đó.
cái này là dành cho mô tô mà mình chơi một cái chất liệu đó vô xe nhỏ luôn. Để chi? Để những cái xe mà đẹp á, người ta mua xe mới về người ta gắn nó, là không biết chừng nào người ta mới mở ra gắn lại nó luôn. Chỉ có mở vỏ hay gì ra để mà gắn lại nó thôi, chứ không có cách mở ra tại vì nó không có hư đó. Vào cái sự kết hợp đó mình mới bán cái cộng sên, sên X-Ring, sên sên ha, sên xịn. Cái này là 428HD, đó là sên 10 ly, rất là bền. Độ bền với cộng sên này á là từ 25 đến 35 ngàn cây. Là anh em thấy chưa? Nếu mà cái này là của nhà sản xuất này người ta nói với mình nha. Nó còn ví dụ như đi trung bình là 25 ngàn cây là quá đẹp rồi, ha. 25 ngàn cây là chắc chắn nó mới hư. Đó thì đi hai lần cái cộng sên này thì nó đã bao nhiêu cái này rồi? 50 ngàn cây này rồi. Mình nói 30 ngàn cây mình nói lúc nào mình cũng khiêm tốn hết á, chứ mình không có nói giống như người ta. Nó sẽ 30.000 cây, 50.000 cây cuối cùng nó xong. Yếu tố là mình đi gọi đổi thừa cho chủ xe là đi không kỹ hay như thế nào đó. Còn ở đây mình nói 30.000 cây á, là mình nói một cái là mình đã trừ hao ra rồi. Trừ hao những cái người đi không kỹ, những cái vấn đề gì đó, trục trặc lỗi hay gì đó thì mình báo như vậy đó. Còn cái nhông này và mình đi kèm với cái khoe, cái nhông này á, mình đang bán là 290.000. Anh em nhớ mình là nhà phân phối nha, chứ không phải mình là chỗ bán lẻ. Mình bán với cái giá rất là rẻ, thật sự là mình lời trong này ăn theo phần trăm thôi. Còn cộng sên này lời mấy chục ngàn đừng nói tới, anh em biết giá thị trường nó rồi đó. Chỉ có thiệt hay giả anh em biết giá thị trường rồi. Đây là cái nhông của bên mình. Đây, cái thép này đây. Cái thép này á là cái thép đây, quay ra cho anh em coi. Nói chung là chữ mình hơi xấu đó nha. Đây, cái thép này ghi rõ ràng cái mã hiệu của nó đây. Thép này là thép đây của Nhật đó, nhưng mà nó tên là gì nè, mình đọc không có được, mình đọc cho anh em coi coi. Cái Chromoly SCM440 đây đó, một cái sản phẩm ra nó có cái tên vật liệu trên đó. Thép này là thép của Nhật nha anh em đó. Thép này rất là cứng ha, rất là cứng, bao bền. Cái này là của đồ phân phối lớn, mình sản xuất nó qua cái thông số phân phối nhỏ luôn, để mà một phần là muốn đưa những cái gì nó tốt nhất đến mọi người và tiện nhất cho cái người xài. Lợi thì có lợi, bán giờ bán đồ dởm nó cũng có lợi, bán đồ xịn cũng có lợi. Tại sao mình không bán đồ xịn? Và cái mình tìm cách sẽ làm rẻ nhất cho mọi người. Mình cũng đang đánh cái sản phẩm này. Mình là nhà phân phối độc quyền và chính thức của MRS. Mình đang đẩy cái sản phẩm này nó tốt cho cái người sử dụng và ủng hộ cái hàng Việt Nam của mình, nó rất là tốt, nó không thua kém gì hàng châu Âu cả. Thậm chí châu Âu á, mình không biết có làm xe nhỏ này hay không, nhưng mà nó không có kém cạnh gì cả. Giá cả của nó như vậy, nếu mà để xài một cái độ bền như vậy á, thì mình chia ra cái đồ dởm đi. Cái đồ dởm nó tầm 400.000 một bộ sên nhông dĩa, mình chỉ chạy được 10.000 cây. Thì mà công mở ra gắn vô của người ta nữa phải 200.000 nữa là 600.000. 6 nhân 3 là 1.800.000. Thì 3 lần cái đó mới bằng một cái này, thì giá nó của mình cái nguyên một bộ này chỉ có 1.700.000 mấy chục. Anh em thấy không? Cho nên nó bền gấp 3 lần là chuyện bình thường, mà không cần phải mở tới xe nhiều, đỡ mất thời gian hai lần còn lại để đi sửa xe. Đó là những cái mà mình muốn đưa ra thị trường nằm chỗ đó. Hai ngày anh em đi làm xe đó, anh em kiếm được biết bao nhiêu tiền, hoặc anh em dành cái thời gian đó cho cả gia đình. Thời gian mua rất là mắc tiền, không có lấy lại được. Rút ngắn thời gian lại cho mọi người ha, để làm cái gì đó hiệu quả hơn đó. Còn cái độ nhẹ của nó thì khỏi nói à. Thật sự nhìn nó rất là đẹp, cái thép rất là đẹp và cái dĩa cũng rất là đẹp đó. Cộng sên xịn thì tất nhiên nó phải đẹp rồi. Cộng sên này thì mình không nói, nó xịn, nó nhẹ nè, anh em nhìn thấy nó nhẹ nè đó, nó nhẹ hều luôn, thấy không?
cái sinh xịn nó rất là nhẹ, còn sinh rồi rẻ, sinh dởm rẻ tiền ở đâu được nhẹ vậy, nó dẻo nhẹo luôn, đó, nó rất là mềm mượt. Mình gắn nó vô đây, đây gắn nó vô đây, đây cho anh em nhìn, trời ơi trời, chất lượng nó nằm chỗ này nè. Đây. Rồi, nắm sụt xịt đi. Nó ôm cứng ngắc luôn. Nó ôm cứng ngắc luôn nè, không có một cái độ rơ nào. Chạy cực kỳ êm. Nó ôm cứng ngắc luôn. Mà bữa mình gắn lên cho khách á, mình quay á, nó nhẹ hều à. Nó nhẹ hều luôn. Đây mình thử cho anh em cái gì á. Thì cái chuyền động anh em cũng biết rồi, cái xe cái máy mạnh thì người ta làm lại nó phải nhẹ, xe độ nó phải nhẹ, hoặc nhẹ thì từ những cái này nó phải nhẹ và cái xác xe nó nhẹ, và cái quan trọng nhất là chuyền động nó phải nhẹ nhàng để cho cái lực máy nó kéo tốt hơn. Ôm kinh khích à, để cái nhông vậy nè, đó là độ chính xác, độ chính xác đó. Đó, nhìn rất là đẹp, anh em nhìn đồ xịn lên xe rất là đẹp, từ cái thép xịn đó, lên xe rất là đẹp. Đồ xịn đã lắm không, nhìn nó đẹp, cái đồ mà trước không có gì để tả. Còn cái gì để nói không ta, thì hầu như là những cái xe Việt Nam mình đều có đủ, từ cái dòng 150 là cái Exciter 150, Raider, Sachia và Winner, Sonic trở lên mình có hết, mình có đủ đó. Và những cái dòng 300 phân khối rồi để lên mình đều có đủ hết đó. Và thêm một cái nữa mà mình muốn nói ra là trong cái quá trình mà mình học hỏi được á, những cái dòng Winner, Raider và Exciter, những cái dòng mà đấy, xe nhỏ mà nó dành cho thiên về cái tốc độ một chút á, thì đều bị nặng xe. Cho nên á, mình làm cái dĩa nó thêm hai răng nữa để làm giảm tải được cái lực cho máy để nó đi được hết công suất của nó. Đó, anh em lên số 5, số 6, những cái số cuối của xe mình nó rất là lâu, nó không có hết được tua đâu, đảm bảo luôn. Thì hai răng dĩa này nó sẽ không làm mất đi cái hậu của anh em, nó tăng hậu đó và giảm lại cái tải trọng cho cái máy, nó làm xe bền hơn. Đây, anh em nên nhớ ủng hộ mình với phần này. Những cái xe cái vòng tua càng cao, anh em thấy những cái xe vòng tua càng cao thì cái dĩa sâu nó càng lớn, dành cho những cái xe mà mở tua hay này nữa nè, đi cái dĩa lớn hơn. Chứ còn đi, mình không nói là sổ trái hay làm gì tới máy nha, mình đang nói là chải vòng tua càng cao, hoặc là xe zin, hoặc là cái xe vòng tua cao vô xăng lửa gì đó, đi cái xe nó chạy, những cái xe cố chạy không có nổi đâu, phải đi cái dĩa này vô cộng 2 vô nè, cái xe chạy nhanh hơn, đề 3 tới hậu luôn, nó nhanh hơn, đi được tốc độ cao, cuối nhanh hơn luôn và bền hơn, giảm tải lại cho cái máy của mình đó. Mình cũng đã gắn rồi thì giờ chỉ anh em cảm nhận thôi, còn đồ nó thì bao xài đơn giản vậy thôi. Và mình có nhận đặt những cái thông số mà cho anh em mà độ xe cái bài cháy lớn rồi đó. Đó, mình sẽ đặt, mình nhận đặt những cái dĩa mà nó nhỏ hay những cái răng mà nó anh em thích. Anh em thích đi cái răng nào hay như thế nào đó. Những cái dĩa mà độc lạ đó, ở thị trường không có bán thì anh em đặt mình. Nó tốt hơn là cái dĩa sắt phay anh em ạ. Nó nhẹ hơn cho xe nè, nó bền hơn nè. Xài hoài luôn. Nhiều khi cái dĩa này mình nói giỡn chơi vô vui chứ cái dĩa này gắn vô xài chắc được cho một chiếc xe, xài cho phải được 3 đến 5 cục máy độ, nó hư 3 cục máy vẫn cái này vẫn còn được xài, vẫn còn xài được, đỡ phải tháo ra tháo vô, phải không? Mình nó cực làm máy, làm nó dằn chân nữa rồi đuối lắm, cho nên cái này lúc nào cũng được. Rồi, cái giá này mình luôn công khai với anh em đó. Anh biết rồi, giờ để anh quay, giờ không cần em quay nữa, ra phụ anh em đi, cảm ơn em nhiều.
cái xe nhỏ thì mình không dám nói rẻ nhất nhưng mà bền nhất rồi. Còn cái xe lớn á là mình cam đoan là rẻ nhất và bền nhất luôn. Xe lớn á, những cái dòng xe Nhật mình lấy giá ngang nhau, là dĩa sau 1,5 triệu, cái nhông trước là 550 ngàn. Cái nhông anh em mua ngoài chợ á thì cái chất liệu nhông thì nó giống vậy, mình đang nói là của xe lớn mình đưa qua xe nhỏ. Cái nhông anh em mua ngoài chợ 700-800 ngàn cái, hoặc là nhông zin nó cũng tầm cả triệu hơn, triệu mấy cái. Mình đang bán cái nhông này chất lượng tốt hơn cái nhông zin nữa, mình nói như vậy thôi. Đâu mình sorry nha, cái tốt hơn cái nhông chợ. Cái nhông chợ là thép, nó là thép Việt Nam, thép dởm, thép Trung Quốc. Còn á, cái nhông này là thép của Nhật. Mình nghĩ là nó sẽ cùng với cái nguyên liệu mà làm tới cái nhông của xe Nhật mà xe zin trên xe đó, có thể nó là vậy, bằng hoặc tốt hơn. Cái này mình cũng chưa nghiên cứu được là cái nhông ở trên xe của xe Nhật nó như thế nào, nhưng mà cái nhông này cái chất liệu của nó là rất là tốt đó, thì mình mới cam đoan xài được bao nhiêu đó ngàn cây. Nhưng mà mình nghĩ sẽ tốt hơn là cái thằng nhông zin ở trên xe zin đó. Tại vì sao anh em biết không, cái nhông zin nó chạy tầm 10-20 ngàn nó cũng mòn hư rồi. Cộng sơn O-ring nó chạy cũng được 10-20 ngàn nó hư rồi. Còn X-ring mình bán thì nó sẽ được hơn, tại vì cũng có một nhà DD X-ring thì nó cao cấp hơn O-ring, phải không? Cho nên nó tốt hơn, nó bền, nó xài lâu hơn là cái hiển nhiên rồi. Mình không có chê hàng của người ta. Đây là cái hiển nhiên của một nhà sản xuất, người ta đưa ra hai loại giá khác nhau rồi. Đó. Thì cái dòng này đó, nó mình nghĩ nó sẽ cao cấp hơn đó. Hoặc bằng cao cấp hơn thôi. Thì cái này mình không rõ, mình không có dám chắc, cho nên là mình không có dám nói gì hết. Thì cái này anh em tự nghiên cứu nha. Tại vì cái hàng bên mình bán nó đã có cái thông số rồi hết ở trên này rồi. Thấy không? Đó. Cái nguyên vật liệu nó bằng cái gì là đã có ghi trên này rồi. Đây, nếu mà đúng ra là thép nó sản xuất nè, của Chomori nè. Đâu, nhà sản xuất là Sumitomo Japan. Đâu, là sản xuất bởi cái chỗ nhà máy này nè, Sumitomo Japan. Cái loại thép của nó là Chomori STM440. Đó. Thì anh em nghiên cứu nó có tốt hay không. Với lại cái đồ của mình bán á, là cái này đi chung với cái khoe nữa. Cái khoe này anh em nên gắn cái khoe này để cho nó có một cái hiệu quả tốt nhất, tại vì độ chính xác nó đã canh theo cái nhông mà cái này rồi, không cần phải sử dụng lại cái nhông zin đâu nha. Cái này xài bền lắm, xe nhỏ là khỏi phải nghĩ tới luôn, đừng nghĩ tới cái chuyện thay nó nữa, thay sên thôi chứ đừng nghĩ tới thay này. Mình đã nói rồi, ít nhất một cái bộ này phải xài hai cộng sên này, đơn giản vậy thôi. Đó. Rồi, cảm ơn anh em nhiều.